Onoda đang đạp xe đến trường thì suýt bị đâm bởi một chiếc ô tô đắt tiền. Đây là xe của học sinh nhà giàu Izumi. Izumi còn là hot boy của câu lạc bộ xe đạp. Lúc ra về thì lại thấy Onoda, cậu bạn học suýt nữa bị xe của mình đâm phải. Izumi là một vận động viên nhưng lại không thể vượt qua được Onoda. Chưa kể Onoda còn đi một chiếc xe cả tàng. Ngày hôm sau Izumi lại thách đấu với Onoda. Cậu ta mang theo một chiếc xe đạp học sinh tới chỗ hẹn với Izumi. Vì Irumi rất nổi tiếng ở trường nên trận đấu của hai người được rất nhiều nữ sinh đến cổ vũ. Onoda vốn không biết gì về đua xe đạp, nhưng cậu đã đạp xe đi học 90 km mỗi tuần từ năm lớp 4. Cuộc thi bắt đầu, Onoda đã xuất phát dẫn trước nhưng cậu không phải là tay đua chuyên nghiệp nên đã sớm mắc sai lầm. Irumi vẫn đứng tại chỗ khởi động làm nóng người, muốn chấp Onoda đi trước quãng đường 15 phút rồi mới đuổi theo. Anh đột nhiên tăng tốc, chiếc xe đạp lao đi với vận tốc như tên bắn khiến người đi đường cũng phải giật mình hoảng sợ. Trong khi đó Onoda đã hoàn thành được 2 phần 3 quãng đường. Nhưng Irumi đã xuất hiện đằng sau của Onoda, thời gian chưa đầy 10 phút mà anh đã bắt kịp xe đạp của Onoda. Irumi rất nhanh đã vượt lên dẫn trước Onoda. Một em gái liền tới điều chỉnh lại độ cao của chiếc xe để phù hợp với người đi, cô chính là nữ quản lý của câu lạc bộ xe đạp. Onoda mới đầu còn không quen với sự thay đổi, nhưng không lâu sau cậu đã dần làm chủ được tốc độ của chiếc xe. Onoda tăng tốc và đã bắt kịp được Izumi. Cho dù là khi lên đoạn dốc cao, Onoda vẫn giữ nguyên tốc độ và theo sát với Izumi, chẳng lẽ tên này giấu nghề sao? Chiếc xe đạp của Onoda còn không phải là xe đua nữa, vậy mà cậu vẫn có thể sánh ngang với tốc độ của một vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ còn một khúc cua nữa là sẽ tới vạch đích, lúc này Onoda đã bắt đầu lộ rõ mệt mỏi vì thể lực không thể bằng được tay đua chuyên nghiệp, cậu không biết cách điều hòa hơi thở và nhịp tim. Cuối cùng Izumi về đích và giành chiến thắng, Onoda có thể bám sát anh ta lâu như vậy cũng đã là rất không tồi rồi tin tức trận đấu này đã đến tay các đàn anh của câu lạc bộ xe đạp izumi cho rằng onoda rất có tiềm năng trở thành một tay đua giỏi vậy nên anh muốn mời cậu gia nhập vào câu lạc bộ xe đạp onoda cũng đồng ý với lời đề nghị của izumi onoda đang đạp xe dạo chơi thì gặp một cậu bạn tóc đỏ cậu ta là naruko cũng là một thành viên của câu lạc bộ xe đạp naruko cũng đã biết đến onoda qua trận đấu với izumi còn muốn vay tiền onoda để mua đồ chơi siêu nhân nữa chứ Naruko còn nói cho cậu rất nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến xe đạp. Lúc này có một tên nhà giàu lái xe sang xuất hiện trên đường, thái độ kiêu ngạo hống hách làm người khác rất khó chịu, hắn ta còn ném tàn thuốc vào xe đạp của Onoda nữa chứ. Naruko tức giận định lao lên đấm hắn nhưng đã bị Onoda ngăn lại, nhưng sau đó hai người lại nhìn thấy chiếc xe của hắn ta. Vậy là thời cơ để trả thù thằng này đã tới rồi sao? Hai người liền phóng xe đạp đuổi theo chiếc ô tô đắt tiền kia. Onoda bộc phát ra tốc độ cực nhanh làm Naruko rất là kinh ngạc đây chính là tên gà mờ đã quyết đấu cùng với izumi sao hóa ra chiếc xe đạp của onoda đã được cải tiến cho phù hợp với đường dài còn dùng bộ phụ tùng dành cho xe đua nữa tay lái cũng được gắn thêm củ đề trước để điều chỉnh dây xích khi xe của onoda đi lên cầu thì đã bị lực cản của gió kìm hãm khiến cậu rất khó khăn tiến về phía trước naruko liền nói cho onoda về kỹ thuật che gió cho người sau bánh xe của hai người cũng không thể cách quá gần hoặc quá xa nhau hai người cùng hợp tác chiến thắng lực cản của gió Onoda dùng chiếc xe đạp cà tàng của mình vượt lên chiếc ô tô của tên nhà giàu như thể giáng một cái tát vào mặt hắn. Cuối cùng thì Onoda cũng đã trả thù thành công. Onoda và Naruko trở thành bạn thân. Naruko vì muốn chinh phục những con đường hiểm trở và những ngọn núi cao nên đã trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Giây phút chiến thắng về đích chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Onoda khi đang đứng đợi bạn thì bỗng thấy từ phía xa một đoàn người đi xe đạp từ xa lao đến, cuồng phong mạnh mẽ như dao sắc cứa vào da thịt khiến cậu bỏng rát. Đây chính là câu lạc bộ đua xe đạp trường cao trung sư hồ khu, Irumi cũng chính là tân binh của năm nay. Onoda cũng muốn gia nhập câu lạc bộ, cậu tìm đọc tất cả những quyển sách dạy đua xe đạp và nguyên lý cấu tạo của chúng. Onoda và Naruko cùng đến để ghi danh đăng ký tại đây cậu gặp lại Irumi và nữ quản lý của đội là Miki. Đội trưởng siga muốn tổ chức một cuộc đua xe đạp chào mừng người mới để kiểm tra năng lực của nhóm tân binh năm nay. Nếu có người không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị loại ra khỏi đội đua. Cuộc đua bắt đầu, mọi người đều dùng hết khả năng để thể hiện mình có một tân binh còn vượt lên trước cả Izumi. Anh liền giải thích việc tăng tốc giai đoạn đầu là không cần thiết, quãng đường dài 60 cây số địa hình rất phức tạp, chúng ta cần phải phân bố sức lực thích hợp để hoàn thành cuộc đua. Onoda tuy đã rất cố gắng nhưng vẫn bị tụt lại phía sau. Cậu muốn vượt lên trước liền ra sức đạp xe điên cuồng, không may chiếc xe đạp xảy ra sự cố bị tụt xích, Onoda bị mất lái và ngã văng ra đường. Lúc này quản lý Miki liền mang đến cho Onoda một chiếc xe mới, đây là một chiếc xe đạp địa hình dành cho những tay đua. Onoda liền trở lại đường đua tiếp tục tham gia cuộc thi. Chiếc xe hoạt động rất trơn tru, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Đây chính là chiếc xe được sinh ra để dành cho tốc độ. Lúc này bên đường có một anh trai đang tán gái, Điền bốc phét nói rằng mình chính là một tay đua chuyên nghiệp lâu năm. Còn chưa kịp thể hiện thì đã bị Onoda cho hít khói làm ông anh xấu hổ muốn độ thủ luôn. Onoda bất tốc rất nhanh đã vượt qua được một tân binh, không lâu sau thì đã bắt kịp một tân binh khác ở vị trí số 3. Onoda cũng dễ dàng vượt lên phía trước cậu ta đoạn đường tiếp theo phải leo dốc lên đỉnh núi sẽ không dễ dàng nữa onoda trong đời chưa từng đạt được hàng cao cho dù là người về đích thứ ba cũng đã khiến cậu rất vui vẻ irumi và naruko vẫn đang ở vị trí dẫn đầu onoda phóng hết tốc lực kiên trì đuổi theo cuối cùng cậu cũng đã có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ từ một người sắp phải bỏ cuộc vậy mà lại bắt kịp nhóm dẫn đầu ý chí của onoda thật khiến cho mọi người nề phục naruko bắt đầu tăng tốc độ phóng xe lao lên dẫn đầu izumi thấy thế cũng đạp xe muốn đuổi theo Onoda ở phía sau cũng không chịu bỏ cuộc, cậu đã vượt qua được Naruko và đang giữ vị trí thứ hai. Lần đầu tiên trong đời, Onoda muốn chiến đấu hết mình để trở thành người giỏi nhất. Chặng đường chỉ còn chưa đến hai cây số nữa, vận động viên chuyên nghiệp cần phải biết cách kiểm soát được nhịp tim và hô hấp. Onoda cũng đã vượt lên theo kịp với Irumi, quãng đường về đích cũng chỉ còn hơn 500m nữa. Đúng là kể tám lạng người nửa cân, hai người đang tiết kiệm một chút sức lực cuối cùng để chờ đợi thời cơ. Irumi liền sử dụng kỹ thuật nhún vượt lên dẫn trước nhưng Onoda cũng đã học được kỹ thuật này từ chỗ của Naruko, vạch đích chỉ còn cách hai người 300 mét nữa thôi. Hai người đạp xe điên cuồng lao thẳng hết tốc lực về phía trước, ai cũng quyết tâm muốn mình là người về đích đầu tiên. Chỉ còn 50 mét nữa thôi, cuối cùng Onoda đã thành công vượt qua Irumi để về đích đầu tiên và trở thành tân binh mạnh nhất của năm nay. Cậu bị mất lái và ngã xuống bên đường. Các senpai liền chạy đến hỗ trợ Onoda, đội trưởng còn khen cậu biểu hiện rất tốt. Onoda nhận ra mình đã quên một thứ gì đó, nhìn lại mới thấy chiếc xe đạp mới tinh suýt nữa đã bị cậu cho phá hỏng. Huấn luyện viên của đội tổ lại cũng đến khen thưởng Onoda, nói rằng ngày hôm nay cậu chính là người chinh phục đường đua này. Onoda đã chính thức trở thành vận động viên của câu lạc bộ đua xe đạp giống như Izumi và Naruko. Onoda thật không ngờ, cảm giác trở thành người đi chinh phục các con đường lại tuyệt vời đến như vậy. Hôm sau đội trưởng thông báo với mọi người bắt đầu chính thức tập luyện độc lập, những thân binh sẽ được ghép đôi với các tiền bối. Onoda ghép đôi cùng với senpai tóc dài tên Makishima, Naruko cũng tập luyện với senpai Tokonjin còn Izumi thì đi cùng với đội trưởng Sigor. Còn chưa bắt đầu mà Onoda đã thấy một tân binh bỏ cuộc, còn nói buổi huấn luyện này cũng quá khắc nghiệt rồi. Onoda cũng bắt đầu xuất phát cùng với Makishima, nhìn nụ cười âm hiểm của anh khiến cho Onoda cũng phải dùng mình. Hai người bắt đầu tăng tốc độ để leo dốc, khi Makishima đã lên tới nơi thì Onoda vẫn còn quanh quẩn ở dưới. Makishima có biệt danh là Nhện núi. Kỹ thuật nhún của anh cũng rất đặc biệt, anh chính là tay đua chủ lực của trường sư Hồ Cụ Onoda mải nhìn anh nên đã không cẩn thận vô ích. Cậu muốn mô phỏng lại kỹ thuật của Makishima nhưng không thành, tuyệt chiêu của anh đâu có dễ học vậy chú em. Mỗi tay đua chuyên nghiệp đều có phong cách thi đấu của riêng mình. Makishima đã luyện tập mỗi ngày không ngừng nghỉ trong nhiều năm, Onoda còn muốn bái anh làm sư phụ nữa chứ. Lần huấn luyện này không phải để kiểm tra năng lực của tân binh mà là để họ nhận ra cách biệt của mình với các tiền bối. Naruko còn bị thua senpai tài đô con tới 8 lần. Lúc này Izumi nói đang có một cuộc đua xe đạp đang diễn ra ở gần đây, ba người liền rủ nhau trốn học để đi xem. Cuối cùng họ cũng đã đến được trường đua, đây là vòng thi đấu sơ loại, mỗi vận động viên phải đạp xe qua 50 cây số đường dài. Ba người cũng đã thấy được đội tuyển của trường cao trung sư hồ cu liền lớn tiếng cổ vũ các tiền bối. Sức chiến đấu của họ khiến cho các đối thủ khác phải e dè, rất nhanh đã bắt kịp với nhóm dẫn đầu. Senpai tập Con sử dụng tuyệt chiêu đầu máy xe lửa giúp cả đội thành công vươn lên dẫn trước đối thủ. Cuối cùng đội đua Trường Cao Trung sư Hồ Khu giành chiến thắng chung cuộc. Lúc này thì ba người mới biết được sức mạnh thật sự của các tiền bối, nhưng họ cũng không dễ dàng đầu hàng, muốn quyết tâm trước khi tốt nghiệp có thể chiến thắng được các tiền bối. Ba người đến chúc mừng các tiền bối đã giành chiến thắng, nhưng đội trưởng lại nói rằng đây chỉ là một cuộc đua khởi động, nhiều đội tuyển rất mạnh thậm chí còn không có xuất hiện. Trường sư Hồ Khu cũng chỉ là đội đua tầm trung so với bọn họ. Mục tiêu của các tiền bối chính là có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Lần này nhóm tân binh được đưa đến chạy huấn luyện. Dọc đường Onoda còn bị say xe, xe và phải dừng lại nhiều lần để nôn. Đây chính là tân binh mạnh nhất năm nay của trường Sư Hồ Ku sao? Bỗng nhiên có một người xuất hiện và đưa chai nước cho Onoda. Cậu liền làm một hơi hết luôn chai nước và cảm ơn người nọ. Đây là Manami. Manami là một tuyển thủ đua xe đạp của trường lân cận. Anh chính là đối thủ của đội Sư Hồ Ku Cu trong cuộc đua tiếp theo. Onoda được sắp xếp ở trung phòng với Irumi và Naruko ba người cùng đi tham quan và làm quen với đường đua ở nơi này. Sau cây cầu là con dốc lớn nhất của lộ trình, một cây số đường quanh co gồm những con dốc cao. Đội trưởng Shingo go đến thông báo quá trình huấn luyện, mọi người có thể thoải mái đạp xe hoặc nghỉ ngơi theo ý muốn, nhưng nhất định phải hoàn thành mục tiêu 1.000 cây số trong vòng 4 ngày. Riêng Irumi và Naruko sẽ phải tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, xe đạp của Izumi đã bị lấy mất củ để trước. Onoda khi leo dốc cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, xe đạp của cậu cũng đã bị đội trưởng điều chỉnh để tăng độ khó. Xe của Naruko cũng bị bỏ đi tay cầm chuyên dụng dành cho xe được khiến cho cậu không thể di chuyển bằng tư thế tiêu chuẩn. Bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ ngoài trời rất cao khiến cho Onoda nhanh chóng xuống sức và bị tụt lại phía sau đồng bạn. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đang kéo mình từ đằng sau. Makishima lúc này mới nói cho Onoda rằng xe đạp của cậu cũng đã bị điều chỉnh giống như Irumi và Naruko, bánh xe của Onoda cũng nặng hơn nhiều so với bình thường. Ngày trước Makishima cũng đã từng dùng phương pháp này để luyện tập để cải thiện sự khống chế với xe đạp của mình. Đội trưởng muốn Onoda tự học cách phân tích và xử lý tình huống, cuối cùng thì ngày huấn luyện đầu tiên cũng đã kết thúc. Đội trưởng kiểm tra lại quãng đường đã đi của tất cả mọi người, Onoda cũng đạp xe đi được 165 cây số. Sức ăn khủng khiếp của Senpai con nhưng khiến cho nhóm tân binh cũng chào thua. Jin cũng bắt Onoda phải ăn hết một chiếc bánh kẹp khổng lồ, bữa sáng chính là thời điểm quan trọng nhất để nạp năng lượng cho cơ thể mọi người lại tiếp tục bài huấn luyện 1000 cây số. Thời tiết nắng nóng cùng với cường độ vận động cao làm mọi người nhanh chóng bị mất nước. Irumi đột nhiên vô tình làm rơi chai nước trên đường, Naruko thấy vậy nên đã nhường chai nước của mình cho anh. Hai người trở lại đường đua tiếp tục chiến đấu. Nhóm tân binh đi tắm nước nóng xả hơi sau khi kết thúc một ngày huấn luyện mệt mỏi, một nghìn cây số có vẻ quá sức với Onoda. Onoda chính là người có tiến độ chậm nhất trong nhóm tân binh, hai ngày huấn luyện cậu mới đi được có 390 cây số. Ngày luyện tập thứ ba bắt đầu, vì muốn đuổi kịp mọi người nên Onoda đã thức dậy từ sáng sớm và bắt đầu đạp xe. Sự kiểm soát của Onoda với chiếc xe đạp ngày càng tiến bộ, đây là kết quả của sự tập luyện nghiêm túc trong hai ngày qua. Nhưng phía xa còn có người đã đạp xe trước cậu, đây chính là cậu bạn Manami, người hôm nọ đã tặng nước cho Onoda. Manami đến đây để thám thính đội tuyển của trường đối thủ. Manami cũng chính là thành viên của đội đua trường cử, chính là quán quân năm ngoái của giải đua xe trung học cả nước. Manami rất nhanh đã phát hiện ra đôi giày của Onoda đang đi không phải là giày chuyên dụng để đua xe, cả bánh xe của Onoda cũng nặng hơn bình thường rất nhiều. Hai người lần sau gặp lại sẽ chính là đối thủ của nhau ở vòng đấu loại trực tiếp. Các thành viên của nhóm Tân binh vẫn tiếp tục miệt mài luyện tập không quản nắng nóng để hoàn thành chặng đường dài. Đôi mắt của bọn họ ánh lên sự quyết tâm không chịu khuất phục, cuối cùng các Tân binh đã bắt kịp đàn anh ở cây số thứ 735. Không bao lâu sau họ đã vượt qua các tiền bối năm 2. Onoda có vẻ đã kiệt sức nhưng cậu vẫn cố gắng đi tiếp dưới sự trợ giúp của hai người bạn. Tối hôm nay chính là ngày huấn luyện cuối cùng, mọi người chỉ còn cách vạch đích 500m nữa thôi, tuyệt đối không thể thua được. Hai tiền bối tăng tốc vượt lên trước Onoda, nhưng họ đâu biết rằng thời điểm mà cậu đạt tốc độ cao nhất chính là lúc đuổi theo người phía trước. Cuộc đua này sẽ quyết định xem nhóm nào là người được chọn tham gia giải đấu, vạch đích chỉ còn cách bọn họ 170m. năm người vẫn đang bám đuổi rất gắt gao, chỉ còn 30m nữa thôi. Cuối cùng, Naruko sau một pha bất tốc ngoạn mục đã vươn lên dẫn đầu giành chiến thắng, hoàn thành quãng đường 1.000m trong thời gian 4 ngày. Nhóm tân binh chính là bên được chọn để tham dự giải đấu loại trực tiếp thay cho các đàn anh năm 2. Phía trước đang chờ đợi bọn họ chính là những con đường mới chưa được chinh phục và các tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước. Phần 1 của bộ phim kết thúc Kết thúc đợt tập huấn, nhóm tân binh chính là những người được chọn để tham gia thi đấu giải đua xe đạp trung học toàn quốc. Hiromi và Naruko vinh mặt đến trường với tư cách là người chiến thắng, ánh mắt khiến cho cả đàn anh lớp trên cũng phải kiêng rẻ. Naruko còn muốn kiểm tra Miki có dùng hàng giả không và kết quả là bị nữ quản lý đập cho một trận. Nhóm tân binh hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn bị bắt học bù vì cúp học đi xem đua xe. Việc này đối với bọn họ còn khó hơn cả chạy huấn luyện nữa. Huấn luyện viên thấy thế liền hỏi có muốn đua xe không thì anh em đã sáng mắt lên. Huấn luyện viên trao cho mọi người trang phục thi đấu, ba người dưới đây đã là thành viên chính thức của đội sư hủ cu. Đội trưởng tin rằng mọi người nhất định sẽ làm nên kỳ tích trong năm nay. Ba người lại lao vào luyện tập, Onoda ngày càng quen thuộc với chiếc xe, cả nhóm cùng đạp xe và hỗ trợ lẫn nhau. Năm nay cuộc đua sẽ được tổ chức ở sân nhà của đương kim vô địch năm ngoái chính là trường cao Trung Hakone. Lúc này tại trường Hakone đang diễn ra một cuộc đua xe giữa một tân binh năm nhất là Manami và một đàn anh năm hai. Người chiến thắng cuộc đua này sẽ được chọn để tham dự giải đua xe đạp trung học toàn quốc sắp tới. Manami tuy chỉ là tân binh nhưng cách mà anh sử dụng các giác quan, cơ bắp và chiến thuật lại giống như một tay đua chuyên nghiệp. Manami dần dần tăng tốc vượt lên trước đàn anh năm 2, anh di chuyển nhẹ nhàng giống như một con chim đang lướt đi trong gió vậy. Manami chính là thành viên cuối cùng được chọn của trường Hakone. Trường sư Hồ Cu cũng phổ biến đường đua lần này cho các tuyển thủ. Đây là một con đường núi rất xấu và hẹp có rất nhiều đoạn phải leo dốc nhưng tầm nhìn bị hạn chế nên rất khó đánh giá tình hình. Sư Hồ Cu sẽ phải thi đấu với 20 trường khác, với 6 người một đội thì lần này sẽ có tất cả là 126 người tham gia. Đội trưởng Singo đã từng bị chấn thương ở cuộc đua năm ngoái. Trong cuộc đua lần ấy, đội trưởng Shingo và thủ quân Juchi của trường Hakone chính là hai người dẫn đầu. Sức mạnh và tốc độ của cả hai bên đều ngang tài ngang sức, ai cũng không thể bỏ xa được đối phương. Vạch đích chỉ còn kết bọn họ 20 cây số cuối cùng. Cả hai người đều là đội trưởng mà nhiệm vụ của người đội trưởng chính là mang theo hy vọng của cả đội tới vạch đích. Chính vì vậy nên họ không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Đến khúc cua cuối cùng, Singo chờ đợi thời cơ đã lâu liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ muốn vượt qua Duy Chi. Nhưng vào lúc này Duy Chi lại bất ngờ níu lấy áo của Singo, hai người xảy ra va chạm và ngã văng xuống đường đua. Cú ngã đã khiến cho đội trưởng của trường Dư Hổ Cu bị thương nặng. Các đội phía sau cũng nhân cơ hội vượt lên dẫn trước, Singo không thể tiếp tục thi đấu nên đã được đồng đội dẫn đi nghỉ ngơi. Lúc này Duy Chi gặp đội Dư Hổ Cu và kể rõ mọi việc, Jin nghe xong rất tức giận liền lao tới đấm mạnh vào mặt Duy nhưng dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được kết quả trận đấu. Có thể hôm nay chúng ta không thể thắng nhưng thất bại lần này sẽ chính là động lực để thúc đẩy cả đội trong giải đấu tiếp theo. Chúng ta chính là những người được chọn của trường trung học Sư Hồ Khu. Cuối cùng giải đấu cũng đã khai mạc, những tuyển thủ trẻ tuổi và những người hâm mộ khắp nơi trên cả nước đều tụ tập về đây. Lần đầu được tham dự giải đấu lớn khiến Onoda rất lo lắng và hồi hộp. Cậu sắp được gặp lại người bạn cũ Manami, lần này hai người sẽ là đối thủ của nhau. Onoda được mang số áo thi đấu là 176. Lúc này thì những nhà vô địch năm ngoái cũng đã xuất hiện trước mắt mọi người. Đây chính là đội tuyển trẻ của trường trung học Hakone. Manami cũng là một thành viên trong số bọn họ. Đột nhiên có một người bất ngờ xuất hiện và thách đấu nhà đương kim vô địch khiến cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Hắn ta chính là Midosuji thủ quân của đội Kyoto, có vẻ như hắn đã quen biết từ trước với Irumi. Hóa ra hai người chính là đối thủ ở giải đấu sơ chung, Irumi đã thất bại trước Midosuji với cách biệt 5 phút 7 giây. Thực ra lần thua ấy là do Mido Suji chơi bẩn hắn nói với Irumi rằng mẹ của anh bị gặp tai nạn phải đi cấp cứu. Lần này Mido Suji tham gia với tư cách đội trưởng của trường Kyoto là đội mạnh nhất khu vực phía đông của Nhật Bản. Một đàn anh nói rằng Mido Suji nên chú ý hình tượng của mình. Kết quả hắn ta liền bóp cổ của đàn anh trước mặt những đồng đội khác và tất cả mọi người xung quanh. Đội hậu cần đã chuẩn bị sẵn lương thực và nước uống cho vận động viên. Các tay đua cũng bắt đầu vào vị trí chuẩn bị. Onoda không giấu được vẻ căng thẳng trong cuộc đua lần này tiếng còi của trọng tài vang lên tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu các vận động viên xuất phát đoàn người lũ lượt di chuyển với vận tốc ngày càng cao khiến cho khán giả vô cùng phấn khích cuộc đua năm nay có rất nhiều đối thủ nặng ký tham gia naruko và jin đột nhiên tăng tốc độ vượt lên phía trước họ chính là hai tiên phong có nhiệm vụ mở đường trong ngày hôm nay hai người vừa là đồng đội vừa là đối thủ cũ lúc hợp tác cũng không quên cả khịa nhau khiến cho những người khác cũng cạn lời lúc này người đang giữ vị trí đầu tiên chính là một thanh niên áo tím Thanh niên này chưa hiểu chuyện gì đã bị hai người vượt lên trước, còn bị kẹp ở giữa nghe hai thằng này chửi nhau mới cay chữ. Bỗng nhiên từ phía sau đã có người đuổi tới và bắt kịp hai người, anh ta là Tochiro, tiên phong của trường Hồ Can. Cơ thể rắn chắc ẩn sau lớp áo kia đã bị Naruko nhận ra. Tochiro bộc phát ra sức phóng và độ dẻo dai kinh người, không lâu sau đã vượt qua được Naruko và Senpai Jin. Hai người thấy vậy cũng tăng tốc quyết không để bị tụt lại phía sau đoạn đường tiếp theo ở gần bờ biển hướng gió bỗng nhiên dội ngược lại khiến cho hai người di chuyển rất khó khăn lúc này tochiro không những chẳng giảm tốc độ mà còn gồng hết cơ bắp tiếp tục tăng tốc phóng nhanh về phía trước tochiro đã luyện tập thêm các bài tập làm tăng sức mạnh của cơ lưng và eo vậy nên anh có được khả năng chống chịu và sự bền bỉ nhờ cách luyện tập này mà anh đã trở thành người tiên phong mạnh mẽ nhất trong lịch sử của đội tuyển tochiro có biệt danh là báo săn của trường hakone naruko vì muốn giảm trọng lượng của xe nên đã bỏ đi hai chai nước cậu sử dụng tuyệt chiêu tên lửa siêu tốc đuổi theo Tochiro. Tốc độ của cậu khiến cho Tochiro cũng phải giật mình. Jin cũng bắt đầu trổ tài, một hơi hút hết không khí xung quanh, phổi của anh có thể tích lớn gấp đôi so với người bình thường. Khi sử dụng kỹ thuật siêu hô hấp tăng tốc theo sau Naruko, không lâu sau hai người đã vượt qua được Tochiro. Tochiro cũng tăng tốc đuổi theo, cả cơ thể anh phóng đi như một mũi giáo nhọn rất nhanh đã bắt kịp và theo sát với hai đối thủ. Naruko từng vì thể hình nhỏ yếu mà suýt mất đi cơ hội Deuce xe, Thân hình quá khổ của Jin cũng gặp khó khăn khi leo núi. cả hai người đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức luyện tập mới có được thành tích như ngày hôm nay. Vì bản thân và cả đội, họ tuyệt đối không thể thua được. Lúc này bỗng có cơn gió thổi bay những chiếc nón chắn xuống đường. Toshiro đã kịp thời giảm tốc độ và né được vật cản. Naruko và Jin thì vẫn giữ nguyên tốc độ, dùng chính thân thể của mình để ngạnh kháng với chướng ngại vật trước mắt. Cuối cùng, Jin là người thành công thông chốt đầu tiên trong ngày thi đấu thứ nhất. Kết quả được công bố khiến cho mọi người khiếp sợ trường sư hổ cu có hai tiên phong dẫn trước cả đương kim vô địch năm ngoái. Naruko muốn uống nước nhưng lúc này mới nhớ ra là chai nước đã bị cậu đáp đi từ lâu, lúc sau còn trộm đi một chai nước của Senpai Jin. Tochiro cũng rất bội phục tinh thần thi đấu không sợ chấn thương của hai người, quả nhiên trường sư hổ cu năm nay rất mạnh. Lúc này những thành viên còn lại cũng đã bắt kịp được hai người, họ sắp kết thúc chặng đua đường trường và sớm tiến vào thành phố. Đoạn đường tiếp theo chủ yếu là leo núi. Đội trưởng Shingo giao cho Makishima nhiệm vụ thổi bay tất cả mọi thứ cản đường. Onoda thấy bóng lưng quen thuộc, tưởng là cậu bạn Manami nên đã tiến lên chào hỏi nhưng mới phát hiện mình nhầm người. Anh ta là Tudu, thiên tài leo núi của trường Hakone và cũng là đối thủ cũ của Makishima. Mặc dù Naruko và Jin đã giành được những điểm số đầu tiên nhưng đường đua này vẫn là sân nhà của trường Hakone. Bỗng nhiên mọi người nghe được thông báo nhóm phía sau bị ngã. Không may là Onoda cũng nằm trong số đó. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần muốn tiếp tục tham gia cuộc đua. Nhưng lúc này xe đạp của Onoda lại xảy ra sự cố tuột xích, cậu chỉ đành bất lực nhìn những tay đua khác bỏ xa mình. Khi chiếc xe được sửa xong thì Onoda cũng nhận được thông báo rằng cậu chính là người ở vị trí sau cùng. Thấy được kết quả này, các đồng đội vô cùng lo lắng cho Onoda. Đội Hakone thì cũng đang bám sát ở phía sau, tình hình vô cùng nguy hiểm. Onoda cũng không bỏ cuộc, tập trung đạp xe và dần dần cũng đã vượt lên người ở vị trí thứ 100 trên 126 vận động viên. Onoda bắt đầu tăng tốc, mỗi khi vượt qua một người thì lại đếm 99, 98, 97. Cho dù là khi gặp phải khúc cua hẹp Onoda cũng không giảm tốc độ mà vẫn quyết tâm muốn tiến lên vượt qua đối thủ. Nhưng lần này Onoda đã gặp phải trở ngại, ngay ở phía trước chính là một nhóm xe đông đúc chặn hết 10 mét đường đua. Onoda nhìn thấy vạch kẻ bên đường thì đã bắt đầu nghĩ ra cách đối phó. Cậu liền phóng xe phi lên trên đường biên của đường đua chỉ rộng khoảng 10cm khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Onoda suýt chút nữa thì bị ngã nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, cứ như vậy cậu đã vượt qua được đoàn xe phía trước. Không lâu sau Onoda cũng bắt kịp được mọi người, sự kiên trì của Onoda cũng khiến cho đồng đội vô cùng khâm phục. Nhà đương kim vô địch đã bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm, một tay đua vô danh lại có thể tạo ra được kỳ tích như vậy. Lúc này người đang dẫn đầu chính là Tudu của trường Hakone. Anh quay lại nhìn thì đã thấy Makijima đang ở ngay phía sau, đám đông reo hò cổ vũ cho hai nhà leo núi giỏi nhất của giải đấu. Cuối cùng Tua đã giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc leo núi lần này. Hai người mệt mỏi đến mức còn không thể cùng bắt tay đối phương. Đội trưởng Shingo và Irimi đã bắt đầu tăng tốc, thủ quân của Hakone là Zuichi cũng đang bám sát ở phía sau. Người ở đằng sau hỗ trợ Zuichi chính là Tori có biệt danh dã thú. Tori thậm chí còn tăng tốc độ khi bắt đầu ôm cua, cả người đổ về phía rào chắn còn bánh xe gần như trà sát với mặt đường. Trong ánh mắt của anh ta toát lên sự đói khát của một con sói khi đang đi săn mùi vậy. Tori dường như đã đánh hơi được mùi vị của chiến thắng và điều đó khiến anh trở nên vô cùng hưng phấn lao nhanh về phía trước. Khoảng cách về đích chỉ còn không đến 500 mét nữa thôi. Đúng lúc này lại có một tuyển thủ bí ẩn bất ngờ vượt lên phía trước, đó chính là Midosuji của đội Kyoto, người mà không lâu trước kia đã buông lời thách thức nhà đương kim vô địch. Hắn ta đã vượt qua Irumi và Tori một cách dễ dàng, hai người thật không ngờ kẻ này lại mạnh đến như vậy. Hắn ta vừa đạp xe vừa chưa tức Irumi bằng khuôn mặt ghê tởm. Mido Suji bất ngờ tăng tốc bỏ ra đối thủ trong mắt của hắn chỉ có sự chiến thắng cho dù có phải sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu. Không bao lâu hắn đã bắt kịp với Singo và Ruchi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ, vạch đích cuối cùng chỉ còn cách bọn họ hơn 100 mét nữa mà thôi. Ba đối thủ ngang tài ngang sức đều điên cuồng đạp xe với tốc độ tối đa, ai trong số bọn họ sẽ là người cán đích đầu tiên đây. Cả khán đài như ngừng thở trong giây phút ba chiếc xe cán qua vạch đích. Ban tổ chức đã công bố kết quả cuối cùng, cả ba tuyển thủ đều về đích cùng thời điểm không sai một khắc nào. Cả ba đều là người chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Senpai Jin được nhận giải thưởng dành cho người thông chốt đầu tiên. Danh hiệu nhà leo núi tài ba được trao cho Todu của trường Hakone. Todu còn khen ngợi sự kiên trì của Onoda khiến cậu rất xấu hổ nhưng trong lòng lại nói thầm hãy tiếp tục khen ta nữa đi. Senpai Jin lúc này đang cảm thấy đau bụng dữ dội, bất đắc dĩ anh đành phải bí mật gọi Makishima đến để hỗ trợ. Sĩ khí của cả đội đang lên cao, nếu để cho mọi người biết được chuyện này thì họ sẽ phải chịu một cú sốc tâm lý rất lớn thực ra jin đã biết mình bị mắc bệnh đường tiêu hóa nhưng vì chiến thắng của cả đội anh vẫn mạo hiểm tham gia nhóm tân binh cũng được nghỉ ngơi sau một ngày thi đấu mệt mỏi lúc này thì mẹ của onoda bất ngờ đến thăm cậu bà mẹ còn tưởng rằng mọi người tổ chức tụ tập đua xe trái phép khiến cho anh đội trưởng cũng phải toát mồ hôi làm gì thì làm nhưng cẩn thận đừng để bị bốc lịch nhé con trai hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của giải đua xe đạp cao trung toàn quốc những tuyển thủ tham gia đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Cơ hiệu của trọng tài được phất lên và mọi người bắt đầu xuất phát, cuộc đua của các tay đua trẻ chính thức diễn ra. Mọi người bỗng phát hiện ra trong đội thiếu đi một thành viên, Jin bị tụt lại ở phía sau và có vẻ như anh đang bị cơn đau hành hạ. Jin chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp như lúc sau anh đã phải dừng lại vì không chịu nổi cơn đau hành hạ. Jin chỉ đành bất lực nhìn những tuyển thủ khác vượt qua mình, vậy là người tiên phong của sư hồ cu đã bị hạ gục rồi sao? Makizima không nhịn được mới nói ra bí mật của Jin khiến cho nhóm tân binh năm nhất rất cảm động. Bây giờ Jin đã bị tụt xuống vị trí cuối cùng, nếu có người ở lại giúp anh thì cũng sẽ bị mắc kẹt ở phía sau đoàn xe. Thế nhưng tân binh Onoda vẫn lựa chọn ở lại hỗ trợ Jin. Nhiệm vụ lần này của cậu là mang Jin bắt kịp với toàn đội. Onoda bắt senpai Jin phải song ca bài hát trong bộ phim hoạt hình. điều này sẽ khiến động tác của hai người bất nhịp với nhau. Ông anh to xác mặc dù rất xấu hổ nhưng vẫn làm theo hai người vừa đạp xe vừa giống mồm lên hát mặc kệ mọi người xung quanh. Chuyển động của cả hai dần dần ăn khớp với nhau, hai người bứt tốc ngoạn mục trong sự kinh ngạc của các đối thủ khác. Đội dẫn đầu đã đi vào khu vực tiếp tế mọi người nhanh chóng lấy đi những nhu yếu phẩm cần thiết. Đội tuyển trường sư hồ cu cũng đang bám sát ở phía sau, mọi người nhận đồ tiếp tế rồi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Lúc này ở phía sau, Onoda đã mang theo Senpai Jin quay trở lại. Ngay tại thời điểm quan trọng nhất, mọi thành viên của sư hồ Ku đã có mặt đầy đủ nhờ công lao của một tân binh năm nhất. Onoda chính là nhân tố đã kéo mọi người đến gần nhau hơn, các người cứ chờ đó, đương kim vô địch Hakone. Nhưng lúc này nhà vô địch lại đang gặp rắc rối, họ đang bị tụt lại phía sau đội Kyoto ở cuối ngày thi đấu thứ hai. Đội trưởng Mido Suji sắp sử dụng đến chiến thuật bí mật của Kyoto, khuôn mặt hắn toát lên vẻ tàn nhẫn và đáng sợ. Chiến thuật này chính là bỏ rơi những cá thể yếu đuối bị tụt lại ở phía sau, chỉ những kẻ mạnh mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hai người bị đồng đội bỏ rơi kia liền mất đi ý chí chiến đấu, cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc. Mido Suji làm tất cả cũng chỉ vì bản thân, hắn ta đã thành công thông được chốt thứ hai nhờ việc bỏ rơi đồng đội của mình. Đội đua của trường cao trung Kyoto lại vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhưng bọn họ vẫn không thể nào bỏ xa được đội Hakone, nhà đương kim vô địch năm ngoái cũng đâu chỉ có hư danh. Không xa ở phía sau đội sư Hồ Cu cũng đang vươn lên ngoạn mục, họ trở lại. Đua mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong chớp mắt sư Hồ từ một đội có thành viên đứng bét bảng đã vượt lên bắt kịp với nhà đương kim vô địch Hakone. Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra nhờ tân binh năm nhất Onoda. Người anh hùng của cả đội có vẻ đã kiệt sức trong lúc Onoda sắp ngã thì đồng đội đã kịp thời đỡ được cậu. Mọi người bắt đầu phóng xe với vận tốc tối đa, khoảng cách tới vạch đích chỉ còn 5 cây số cuối cùng. Senpai Jin cũng đã hồi phục, anh dùng tuyệt chưa đầu máy xe lửa kéo theo những người đồng đội tiến thẳng về phía trước. Sức khí của cả đội lên cao chưa từng có, liệu sư Hổ Cu có thể giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch mới của năm nay hay không? Phần 2 của bộ phim kết thúc thành viên của đội Kyoto bắt đầu sử dụng thủ đoạn đê tiện hắn ta liên tục chèn ép các tuyển thủ của Hakone. Đây chính là mệnh lệnh của đội trưởng Midoji, rất nhanh hắn ta đã đuổi kịp được thủ quân đuôi chi của Hakone. Nhưng Hakone chính là nhà đương kim vô địch năm ngoái, những tuyển thủ của họ đều có tốc độ và sức bền vượt trội. Shinkai chính là một tuyển thủ năm 2 của đội Hakone, sức mạnh của anh có thể sánh ngang với Midoji. Midoji liền bắt đầu chơi xấu, Hắn nhân lúc Izumi không để ý liền dùng xe đạp của mình ép anh vào lề đường. Nhưng Irumi rất nhanh đã có thể lấy lại được thăng bằng, anh vẫn quyết tâm tiếp tục tham gia cuộc đua. Thấy vậy Mido Zuji vô cùng tức giận, hắn ta bắt đầu bảo các đồng đội chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Chặng đường tiếp theo mọi người sẽ phải cật lực leo núi. Irumi từ phía sau đã bắt đầu tăng tốc đuổi kịp Shinkai, hai tuyển thủ tài năng đều đạt được tốc độ tối đa. Vạch đích chỉ còn cách bọn họ ba cây số cuối cùng. Hai người tiếp tục bám đuổi không rời, nhưng Rinkai đã nhân cơ hội vượt lên dẫn trước Irumi ở khúc cua gấp. Lúc này đội tuyển Kyoto cũng đang ở ngay phía sau, bọn họ dần dần thu hẹp khoảng cách với nhóm người dẫn đầu. Phía trước xuất hiện một khúc cua gấp 90 độ, một thành viên của Kyoto đột nhiên bị mất lái và sắp va chạm với đường biên. Đúng lúc này có một bàn tay đã kịp thời giữ lấy tuyển thủ này, đó chính là đội trưởng Midoruji của đội tuyển Kyoto. Midoruji mang theo đồng đội của mình nhanh chóng tăng tốc, không bao lâu họ đã bắt kịp được hai đội đua dẫn đầu bây giờ đường đua đã trở thành chiến trường của ba bên rồi khúc cua tiếp theo chính là thời để điểm quyết định kẻ thắng cuộc trong bọn họ lúc này midozuji cũng không hề giảm bớt tốc độ hắn ta cứ như vậy muốn vượt qua khúc cua gấp này sao midozuji liền đầu người tưởng chừng như đã áp sát mặt đất khả năng thăng bằng của hắn ta khiến cho mọi người khiếp sợ midozuji đã thành công vượt lên dẫn đầu hắn ta chỉ còn cách vạch đích một cây số cuối cùng Irumi đang ở phía sau cũng bất chấp tất cả điên cuồng đạp xe đuổi theo Lúc này đội trưởng Shingo nói rằng anh đã chiến đấu hết sức rồi, mọi chuyện hãy giao lại cho người thủ quân này đi. Irumi liền lấy hết sức bình sinh đẩy Shingo về đích. Đội trưởng Duchi ở phía sau cũng được đồng đội hỗ trợ tiến lên. Hai người đội trưởng của hai đội tuyển mạnh nhất giải đấu điên cuồng đạp xe đuổi theo Midozuzi đang ở vị trí dẫn đầu. Khoảng cách của bọn họ chỉ còn 4 giây và 800 mét. Đội trưởng Shingo của Sư Hồ Cu đang dần có xu thế vượt lên dẫn trước đối thủ. Mọi người thấy cảnh này không khỏi nhớ lại tai nạn trong quá khứ. Các đồng đội của Singo vô cùng tin tưởng vào anh bọn họ đã thật sự đặt hết hy vọng vào người đội trưởng này. Hai thủ quân của Zuhoku và Hakon đang bám sát lấy đội Kyoto, bọn họ chỉ còn cách vạch đích 750m nữa. Hai đối thủ cũ của nhau lại một lần nữa đối đầu khi về đích. Bọn họ đã bỏ qua hiểm khích cá nhân để hợp tác với đối phương. Hai người hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng đã thành công thu hẹp khoảng cách với thủ quân Midosuji của đội Kyoto. Nhưng lúc này Midosuji lại nở một nụ cười vô cùng gây tởm. Hắn ta đột nhiên sử dụng một tư thế kỳ quái phóng người về phía trước, trong chốc mắt đã bỏ xa hai người phía sau. Trong suy nghĩ của hắn ta vô cùng khát khao cảm giác chiến thắng, chỉ có kẻ yếu mới cần đến sự giúp đỡ còn kẻ mạnh chính là cô độc, thứ tình bạn rắc rối này hắn ta không cần. Chỉ còn 300 mét nữa thôi là mọi người có thể nhìn thấy vạch đích, trận chiến đã bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Lúc này Midoluji vẫn là người đang giữ vị trí dẫn đầu, hắn ta nhanh chóng đạp xe về đích trong sự cổ vũ của mọi người. Không lẽ nhà vô địch năm nay sẽ chính là kẻ vì giành được chiến thắng mà có thể bất chấp mọi thủ đoạn này sao? Nhiều năm về trước có một cậu bé mỗi ngày đều đạp xe 3 giờ đồng hồ đến bệnh viện để thăm người mẹ bị bệnh của mình. Quãng đường từ nhà của cậu đến bệnh viện dài 20 cây số mẹ của cậu bé là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và ấm áp. Tình thương của mẹ khiến cậu bé đạp xe không biết mệt mỏi. Tuy nhiên khả năng chơi thể thao của cậu lại không thể sánh bằng các bạn cùng trang lứa. Vì bản tính âm trầm ít nói nên cậu bị các bạn ở trường xa lánh. Cậu bé cũng không để ý mà chăm chỉ luyện tập với xe đạp mỗi ngày, cho dù gặp khó khăn thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng cậu bé đã giành được giải nhất trong cuộc đua xe thiếu nhi, người mẹ khi biết tin cũng vô cùng tự hào về con trai. Thời gian gần đây sức khỏe của người mẹ đã chuyển biến xấu, cậu bé tận mắt chứng kiến mẹ của mình được đưa vào phòng cấp cứu. Dù điều gì xảy ra thì con hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé, đó là lời dặn dò cuối cùng của một người mẹ với con trai của mình. Nhiều năm sau cậu bé đã giành được hạng nhất trong giải đua xe toàn thành phố. Nhưng mẹ cậu đã không thể ở bên cổ vũ được nữa. Cậu bé gầy gò ngày xưa nay đã trở thành thủ quân của đội tuyển Kyoto khi còn là một tân binh năm nhất, cậu dẫn theo các thành viên không ngừng tiến về phía trước, đơn độc cố gắng hết sức mình. Trong lòng cậu ta chỉ có một khao khát chiến thắng thuần khiết. Nhưng tiếc rằng những đối thủ của cậu bé trong cuộc đua lần này lại là hai người đội trưởng với ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng thủ quân của Hakone đã giành chiến thắng trong ngày thi đấu thứ hai. Duchi và Shingo cũng bỏ lại quá khứ sau lưng hai người đã chiến thắng được bản thân của mình và coi nhau là đối thủ đáng kính trọng. Tất cả thành viên của Dư Hổ Cu cũng đã hoàn thành cuộc đua, sức chiến đấu của hai senpai khiến đám đàn em rất là bội phục. Nhà vô địch Hakone đã giành được chiến thắng thuyết phục, đội Dư Hổ Cu thấy vậy không khỏi có chút thất lạc. Không may là đội trưởng Singo vì thi đấu quá sức nên đã bị chấn thương đầu gối. Những tuyển thủ không thể hoàn thành được cuộc đua trong thời gian quy định cũng bị loại. Số người thất bại chiếm đến gần một nửa, vì vậy khi cuộc đua bắt đầu mọi người không được lãng phí dù chỉ một giây. Ngày hôm nay nhóm tân binh đã có biểu hiện vô cùng tốt khiến cho các đàn anh sư hổ cu rất vui mừng. Điều này khiến họ nhớ lại quãng thời gian khi còn là tân binh, bây giờ thì cả ba đã trở thành những trụ cột của sư hổ cu. Khi mọi người đang nghiên cứu về đường đua ngày mai thì đội trưởng Mido Suji của Kyoto bất ngờ tuyên bố muốn rút lui. Cho dù các đồng đội đã làm mọi cách để giữ Mido Suji lại nhưng anh vẫn nhất quyết đạp xe rời đi. Thất bại vào giây phút quyết định đã khiến cho Mido Suji mất hết ý chí chiến đấu. Đúng lúc này Mido Suji lại gặp Onoda cũng đang đạp xe, tân binh năm nhất này thấy anh liền tiến lên muốn bắt chuyện. Onoda còn nói rằng Midorizui chính là tuyển thủ có khả năng bứt tốc mạnh mẽ nhất mà cậu từng thấy. Thằng nhóc ngây ngô này làm cho Midorizui vô tình thấy được hình bóng của chính mình ngày xưa. Anh biết rằng Onoda đang thật sự tận hưởng việc đạp xe qua cái cách mà cậu ta mỉm cười. Midorizui không biết từ bao giờ đã bị khí chất của Onoda thu hút, nhưng mà sức bền của thằng nhóc này cũng quá kém rồi. Nhìn học sinh năm nhất có chút ngây ngô này. Mido Suji liền nhớ lại mẹ của anh luôn mong muốn con trai mình tiến về phía trước, không phải vì giành chiến thắng mà là để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống này. Hôm sau mọi người đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối cùng. Tất cả các thành viên của sư hổ cu đều hừng hực khí thế bọn họ quyết tâm nhất định phải đánh bại nhà vô địch Hakone. Còn các thành viên của đội tuyển Kyoto thì không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Nhưng đúng lúc này thì thủ quân của bọn họ đã quay trở lại, đó chính là con quái vật của thành phố Kyoto. Các tuyển thủ cũng đã bắt đầu vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này thì nữ quản lý Miki đột nhiên bị làm phiền bởi một tuyển thủ lạ mặt. Hắn ta chính là đội trưởng Ekiki của đội tuyển đua xe đạp mạnh nhất thành phố Hiroshima. Hắn ta còn ngang nhiên buông lời thách thức hai đội tuyển có thành tích tốt nhất trong ngày thi đấu hôm qua. Ekiki còn ngang nhiên sờ mó cơ thể của đội trưởng Duchi với vẻ mặt biến thái khiến cho mọi người rất tức giận. Thủ quân Midoriji của đội tuyển Kyoto cũng đã xuất hiện với diện mạo mới của mình ngày thi đấu cuối cùng của giải đua xe đạp trường cao trung trên toàn quốc đã chính thức khởi tranh ekiki ở phía sau đã bắt đầu dùng ngôn ngữ kích thích các tay đua có thành tích kém làm bỏ họ trở nên phẫn nộ đám đông rất nhanh đã bị sự tức giận làm mờ mắt bọn họ như một con mãng xà khổng lồ muốn nuốt hết tất cả những con mồi trên đường đi của nó ekiki đã vạch sẵn ra một chiến lược hợp lý hắn ta biến những kẻ bị tụt lại tiếp tục trở thành công cụ của hắn mục đích của hắn chính là lợi dụng khí thế của mọi người để có thể giành được chiến thắng cuối cùng đây quả thật là một đối thủ vô cùng đáng sợ những tay đua thuộc top dẫn đầu cũng đang tranh đấu rất kịch liệt. Tân binh Manami của đội Hakone trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Con mác xà khổng lồ đã càng ngày càng gần với vị trí của bọn họ. Hai tay đua của đội Kyoto rất nhanh đã bị đoàn người nuốt chửng. Khán giả khi thấy được một màn này thì vô cùng khiếp sợ. Cảm giác bất an của Manami càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hai tuyển thủ khác cũng đã dần nhận ra được sự nguy hiểm ở phía sau. Không bao lâu sau thì đoàn người khổng lồ do kích kỷ lãnh đạo đã bắt đầu lộ diện trước mắt mọi người. Tình thế lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến bọn họ bị mắc kẹt ở phía sau đoàn xe. Không may tân binh năm nhất Onoda đã bị tụt lại, cậu rất nhanh liền bị đoàn người khổng lồ nuốt chửng. Vì đây là ngày thi đấu cuối cùng nên đội sư hổ cu không còn cách nào khác đã phải bỏ lại Onoda. Cậu đã trở thành một bộ phận của đoàn người này, Onoda cũng nhận ra kẻ dẫn đội chính là tuyển thủ kiêu ngạo Ekik. Lúc này hắn ta đã lộ ra bộ mặt thật của mình, hắn ta chỉ muốn lợi dụng đám người này mà thôi bây giờ đội tuyển hiroshima đã đuổi kịp được top đầu tiên nên họ bắt đầu tăng tốc muốn bỏ rơi đám người này mọi người bây giờ mới phát hiện ra sự thật mình đã bị lừa gạt bọn họ rất nhanh liền mất đi ý chí chiến đấu cách làm của đội hiroshima khiến mọi người căm giận đây là hành vi dẫm lên thân xác của người khác để chiến thắng onoda nhất quyết không thể để cho bọn chúng đắc ý được cậu liền tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bị bỏ lại nhưng thể lực của bọn họ đã tiêu hao không còn bao nhiêu nữa lúc này onoda đã gặp lại senpai cục xúc của đội hakone anh ta chính là người có kỹ năng điều khiển xe đạp rất điêu luyện so với những người đồng đội của mình không bao lâu sau senpai cục xúc đã thành công vượt lên trước đoàn người onoda liền đề nghị muốn cùng hợp tác với anh để dạy cho đội tuyển hiroshima một bài học senpai cục xúc nhận ra ánh mắt quyết tâm của cậu hoàn toàn giống hệt với tên đội trưởng đáng ghét senpai cục xúc cuối cùng cũng đồng ý phối hợp với onoda một lúc sau manami cũng gia nhập vào liên minh của hai người cả ba tuyển thủ trẻ đều cháy lên ý chí quyết tâm phục thù manami liền vượt lên dẫn đầu ba người anh sử dụng kỹ thuật chắn gió kéo theo hai người đồng minh tiến về phía trước senpai cục xúc thấy vậy cũng muốn sử dụng tuyệt chiêu anh ta mạnh mẽ leo dốc bằng tốc độ tối đa khiến cho onoda cũng phải giật mình khiếp sợ ba người rất nhanh đã phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn senpai cục xúc đã bắt đầu đánh hơi được con mồi không bao lâu sau ba người đã thành công bắt kịp đội tuyển hiroshima trong ánh mắt khiếp sợ của bọn họ đây chính là sức mạnh của sự tin tưởng lẫn nhau sao nhưng đội trưởng ekiki cũng đã lấy lại bình tĩnh hóa ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng bí mật khí thế của ekiki đột nhiên trở nên rất nguy hiểm biệt danh của hắn ta chính là đấu khuyển của vùng hiroshima đấu khuyển không bao giờ toàn lực tấn công con mồi ngay từ đầu nó sẽ quan sát đối phương thật kỹ để tìm ra điểm yếu của kẻ thù ekiki còn có một đồng minh trong bóng tối người đó chính là mido suji của đội tuyển kyoto ekiki bắt đầu chơi xấu chèn ép senpai cục xúc hắn ta muốn dùng phương thức bạo lực này để loại bỏ đối thủ nhưng senpai cục xúc rất nhanh đã lấy lại thăng bằng Eikichi vốn là một tuyển thủ trẻ đầy triển vọng ở quê nhà. Trong một cuộc đua xe đạp chai nước của Eikichi đã bị nứt, thời tiết nắng nóng khiến anh nhanh chóng bị mất nước. Lúc này Eikichi đã xin trợ giúp từ đội trưởng của Hakone. Đuôi chi nếu muốn duy trì tốc độ về đích thì không thể thiếu đi chai nước nào cả vì vậy anh đã từ chối yêu cầu của Eikichi. Ngày hôm đó cậu ta đã đánh mất danh hiệu vô địch vào tay của Hakone. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một chai nước. Eikichi muốn báo thù hắn ta thậm chí còn không để ý cả an nguy của đồng đội mà bất chấp tiến về phía trước tốc độ và cơ bắp của ekik đã đạt đến cực hạn nhưng hắn ta vẫn không thể nào cắt đuôi được senpai cục xúc anh bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt sức chiến đấu của đương kim vô địch năm ngoái quả nhiên rất kinh khủng senpai cục xúc sau khi thành công vượt lên đội hiroshima liền nói rằng khi nào cuộc đua kết thúc sẽ mời bọn họ uống nước ngọt không bao lâu sau nhóm ba người này đã trở lại vị trí dẫn đầu và gặp được những người đồng đội của chính mình bây giờ thì ai về nhà của người nấy Onoda sau khi lợi dụng người ta xong liền trở mặt không nhận người. Sáu thành viên của đội dư hổ cu cũng đã có mặt đông đủ. Mọi người nhanh chóng tiếp nhận nhu yếu phẩm từ đồng đội chặng đường tiếp theo sắp bước vào giai đoạn nước rút quan trọng. Ở phía trước chính là những đối thủ mạnh mẽ mà bọn họ nhất định phải vượt qua bằng mọi giá. Phần 1 mùa 2 của bộ phim kết thúc, hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải đua xe đạp cao trung toàn quốc, chỉ còn vài đội tuyển còn có thể bám trụ lại. Những tuyển thủ này đang dốc sức chiến đấu hết mình vì bản thân và những người đồng đội. Suhoku và Hakone chính là hai đội đang giữ vị trí dẫn đầu, ngay sau bọn họ là những tuyển thủ của đội Kyoto. Khoảng cách tới mốc nước rút cuối cùng chỉ còn chưa đến một cây số. Các tay đua trẻ đang dần tăng tốc trong sự phấn khích tột độ, người hâm mộ cũng điên cuồng cổ vũ bọn họ. Lúc này một thành viên của nhà vô địch Hakone đột nhiên giảm dần tốc độ và bị tụt lại phía sau những người đồng đội. Người đó là senpai cục súc Arakita, anh đã bị kiệt sức không thể tiếp tục thi đấu. Arakita dốc hết sức lực đóng góp cho đội và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hakone đành phải tiếp tục cố gắng chiến đấu với 5 thành viên còn lại, đội dư hổ cu cũng đang bám đuổi sát sao ở phía sau. Tân binh Onoda cũng muốn góp chút sức lực ít ỏi của mình để có thể giúp cho đồng đội giành được chiến thắng. Bây giờ chính là lúc đội tân binh dư hổ cu lên sân khấu, Irumi và Naruko đã đổi vị trí trở thành người dẫn đội. Onoda ở phía sau cũng không chịu thua kém hai người, lòng nhiệt huyết của đám tân binh đã kích thích các đàn anh đoạn đường phía trước chính là con dốc dài nhất của giải đấu này không bao lâu sau nhóm tân binh năm nhất đã đưa đội tuyển sư hồ cu bắt kịp với nhà đương kim vô địch hakone nhưng trong đội hakone lại có một tiên phong vô cùng mạnh mẽ mặc dù cơ bắp của tochiro đã xuất hiện đau nhức nhưng anh cũng đã thành công kéo giãn khoảng cách với sư hồ cu rất nhanh thân thể của tochiro bắt đầu trở nên tê cứng anh đã đạt đến giới hạn cuối cùng của bản thân bây giờ tochiro đã có thể yên tâm lui về sau và giao lại chiến trường cho những người đồng đội mà anh tin tưởng hết mình Tinh thần hy sinh của Tochiro khiến cho đội sư hổ cu rất bội phục, điều đó càng kích thích ham muốn chiến thắng của mọi người. Sức mạnh cơ bắp của đội trưởng Shingo đã đạt đến cực hạn, anh không thể để cho các đàn em chiến đấu một mình được. Hai ông tướng phía sau lúc đua vẫn không quên ganh đấu với nhau. Đội sư hổ cu lại một lần nữa bắt kịp đương kim vô địch Hakone. Lúc này người bứt tốc của đội Hakone chính là kẻ tiếp theo xuất trận, anh ta là học sinh năm 2 tên là Shinkai. Khả năng tăng tốc của Shinkai khiến mọi người vô cùng khiếp sợ nhưng trong bọn họ còn có một tiên phong đang điên cuồng tích xúc lực lượng người đó được mệnh danh là chiếc khiên của sư hồ cu không lâu sau tiên phong này đã mang theo đồng đội bắt kịp đối thủ đó chính là senpai jin của sư hồ cu cả Kai và jin đều là những tay đua có sức bền và tốc độ rất ấn tượng hai người này quả thật là kỳ phùng địch thủ nhưng lúc này những cơn đau của senpai jin lại bất ngờ quay trở lại anh không ngừng tụt về phía sau trong bất lực chấn thư đầu gối của đội trưởng Go cũng tái phát ngay sau đó những cơn đau ngày càng trở nên nghiêm trọng nhưng Shingo vẫn cắn răng chịu đựng và tiếp tục giữ nguyên tốc độ. Những điều không may xảy đến liên tiếp với các thành viên của sư hổ cu, mọi người cũng đã nhận ra Shingo đang bị đau. Đội tuyển Hakone thấy vậy liền nhân cơ hội đẩy nhanh tốc độ, khoảng cách với đối thủ ngày càng trở nên to lớn hơn. Lúc này có một bàn tay đặt lên vai của đội trưởng Shingo, người đó chính là tân binh năm nhất Onoda. Đội trưởng và các senpai đã hy sinh quá nhiều, bây giờ đã đến thời điểm để đàn em hoàn thành nốt công việc còn lại. Nhóm tân binh năm nhất bây giờ chính là vũ khí cuối cùng quyết định thắng bại của sư hổ cu. Các senpai cuối cùng đã có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Nhà vô địch vẫn đang chiếm giữ vị trí dẫn đầu, nhưng đội trưởng của bọn họ biết rằng đối thủ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Quả nhiên đội tuyển sư hổ cu đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, senpai Jin còn đổi kịp được người bứt tốc sinh cài. Đường đua tiếp theo chính là đỉnh cao của khốc liệt, các tay đua sẽ phải vượt qua một ngọn núi cao hơn 2.000 mét. Để trụ được đến ngày thi đấu cuối cùng, mọi người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và gian khổ. Shin và Shinkai mặc dù là đối thủ của nhau nhưng họ vẫn luôn kính trọng đối phương. Đội hình thi đấu của sư hổ cu có đôi chút khác biệt, sự thật là bọn họ có đến hai người tiên phong dẫn đội. Người còn lại chính là chuyên gia tên lửa Naruko, tuy cậu có vóc dáng nhỏ bé nhưng khả năng bứt tốc lại vô cùng mạnh mẽ. Naruko đã bí mật luyện tập leo núi trong một khoảng thời gian rất dài, bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu thể hiện bản thân. Naruko chính là tiên phong thứ hai của đội tuyển trường sư hổ Nhưng việc leo núi trong thời gian dài đã khiến cho thể lực Naruko suy giảm, thấy vậy đồng đội không khỏi có chút lo lắng. Nhưng Naruko không vì vậy mà hạ thấp tốc độ di chuyển. Ngược lại cậu còn dướn người về phía trước như đang cháy nước rút, tư thế này đã khiến cho chiếc xe nhanh hơn đáng kể. Đây chính là tư thế vượt dốc mà Naruko đã bí mật luyện tập bấy lâu nay, máu của cậu cũng đã đổ khi va chạm với rào chắn. Những vết thương nhỏ này khi so sánh với sự hy sinh của các senpai thì chẳng đáng là gì cả. Naruko đã cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân, cơ bắp của cậu dần trở nên yếu đuối vì não bộ không có đủ lượng O11, thì lực của Naruko cũng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp, thế nhưng cậu cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh họ đã thấy được bóng lưng của đương kim vô địch Hakone. Naruko cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, sự cố gắng của cậu cũng được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tôi đã cố gắng hết sức, công việc tiếp theo đành phải giao lại cho mọi người rồi, xin lỗi vì không thể cùng các cậu về đích. Sự hy sinh của Naruko càng khiến cho các tân binh chịu kích thích tột độ. Irumi như phát điên mạnh mẽ tiến về phía trước, sự quyết đoán và khả năng bắt nhịp với tốc độ cao vô cùng chuẩn xác. Anh đã đánh thức được bản năng chiến đấu đang ngủ say của mình. Vạch đích cuối cùng còn cách mọi người 15 cây số nữa, đối thủ mà Irumi phải đối mặt chính là đội trưởng Juchi của Hakone. Mọi người rất kinh ngạc khi phát hiện ra thủ quân Juji đang bị một tân binh năm nhất dẫn trước hơn 50 mét. Irimi là một vận động viên đua xe thiên tài, anh luôn biết cách di chuyển hợp lý để đạt được hiệu quả tối đa. Mọi người lại không biết rằng có một tuyển thủ ở phía sau vẫn đang đổi theo bọn họ. Người đó chính là Midoriuji của đội Kyoto, anh đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ sau khi gặp thất bại cay đắng trong ngày thi đấu thứ hai. Thành viên của hai đội dẫn đầu vẫn đang thi đấu cạnh tranh quyết liệt. Rất nhanh Suji đã có mặt ở phía sau bọn họ kẻ địch xuất quỷ nhập thần khiến mọi người vô cùng khích sợ không lâu sau midosuji đã vượt qua bọn họ nhưng có một người không bị bỏ lại phía sau đó chính là tân binh năm nhất manami anh là người có được tốc độ và kỹ năng siêu việt còn midosuji lại là kẻ tràn đầy sự đói khát đối với chiến thắng cả hai tuyển thủ như được sinh ra để dành cho đường đua liệu ai trong bọn họ sẽ là người giành chiến thắng sau cùng manami liền sử dụng tuyệt chiêu đôi cánh của thiên sứ trong chớp mắt anh đã tăng tốc bỏ xa đối thủ nhưng midosuji đâu có dễ dàng chịu thua biệt danh con quái vật của vùng Kyoto cũng không phải tự nhiên mà có. Lúc này có một tân binh năm nhất đang ở phía sau của hai người, cậu vẫn miệt mài đạp xe với tốc độ đáng kinh ngạc. Tân binh này bằng sức của mình đã chiến thắng cả hot boy nhà giàu trong câu lạc bộ đua xe đạp. Cậu ta vô cùng thần tượng senpai của mình, luôn mong đến một ngày có thể bái đàn anh làm sư phụ. Dù cho gặp phải bao nhiêu khó khăn thì tên cứng đầu này cũng không bao giờ lùi bước. Tân binh này là học sinh năm nhất Onoda, cậu chính là vũ khí bí mật cuối cùng của đội đua trường trung học sư Cu. Không lâu sau đó Onoda đã bắt kịp được Midoriji và Manami. Nhưng đối thủ của Onoda lại là hai tay đua chuyên nghiệp hàng đầu, dù cho cậu đã dùng hết sức lực cũng không thể nào đánh bại bọn họ trong thời gian ngắn được. Nhưng điều đó cũng không thể làm khó được Onoda, vì cậu chính là tân binh cứng đầu nhất của giải đấu năm nay. Cả ba rất nhanh đã nhìn thấy bóng lưng của tuyển thủ phía trước, ba người này đã đuổi kịp đội trưởng Duichi, sau đó còn có xu thế muốn vượt lên dẫn chức thủ quân của đội Hakone. Top 5 người dẫn đầu này chỉ còn hơn 3 cây số nữa là tới đích. Midoruji đột nhiên tăng tốc muốn giành lấy vị trí dẫn đầu, nhưng anh vẫn không thể nào vượt qua được Izumi. Hai kẻ thù cũ quả nhiên vừa mới gặp nhau đã đối chọi gay gắt. midozuji liền ăn hết toàn bộ số lương thực dự trữ mà mình đang có, anh đây là muốn tích xúc lực lượng chuẩn bị liều mạng lần cuối. Hệ tiêu hóa của Midoruji vậy mà có thể hấp thụ năng lượng ngay lập tức, đây chính là sức mạnh của con quái vật vùng Kyoto sao? Rất nhanh Suji đã bứt tốc ngoạn mục và vọt lên vị trí dẫn đầu. Cơ bắp của Irumi đã bắt đầu không chịu được cường độ vận động cao, nhưng anh cũng không vì vậy mà giảm bớt tốc độ. Irumi đã từng bị đánh bại bởi Midoruji, anh biết lần đó cho dù hắn không chơi xấu thì anh cũng không thể chiến thắng được. Sức mạnh, tốc độ, cơn đói khát điên dại của Suji là điều không thể chối cãi. Bao nhiêu lâu nay Irumi đã luôn mong chờ một cơ hội phục thù, nhưng bây giờ anh còn có thứ quan trọng hơn để chiến đấu vì nó đó là lời hứa với những người đồng đội đã cống hiến hết mình tuy nhiên đối thủ cũ của anh lại là một con quái vật đúng nghĩa mido suji đã sẵn sàng tung ra tuyệt chiêu cuối cùng tư thế đạp xe của anh ta trông vô cùng quái dị cơ bắp của mido suji đang bị thiêu đốt với công suất tối đa đường đua giờ đây đã biến thành chiến trường của hai con dã thú hoang dại bản năng săn mồi trong mido suji trỗi dậy khiến anh không ngừng tấn công về phía con mồi của mình có những lúc tưởng chừng như mido suji sắp gục ngã nhưng cơn đói khát vô tận đã kéo anh trở lại với cuộc đi săn Người ta đặt cho Midosuji biệt danh con quái vật vùng Kyoto cũng là có lý do của nó. Không hiểu sao mẹ của Onoda cũng đang có mặt ở gần đường đua, hóa ra cô đã lên nhầm chuyến xe buýt rồi bị lạc đường đến đây. Cô còn làm quen với một nữ sinh của trường trung học Hakone. Em gái này còn là bạn thời thơ ấu của tân binh Manami. Ở vị trí dẫn đầu hai tay đua vẫn đang đối chọi gay gắt, đúng lúc này thì khung xe đạp của Irumi đột nhiên xuất hiện rạn nứt. Chiếc xe đã phải gánh chịu áp lực từ những cú va chạm mạnh mẽ và dồn dập của Midosuji thời gian còn lại của irumi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy đã không còn nhiều tình thế lúc này của irumi vô cùng nguy hiểm anh phải đối mặt với rủi ro có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào đôi chân của midozuji đã bắt đầu không còn cảm giác có một lý do đã khiến cho anh không bao giờ cam chịu bỏ cuộc đó là nụ cười ấm áp của một người mẹ anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước để bảo vệ nụ cười của bà midozuji đã kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng mẹ của anh nhất định sẽ rất tự hào tân binh Irumi đã thành công bảo vệ được vị trí dẫn đầu. Nhưng đối thủ của anh không chỉ có mình Midoji, tuyển thủ Manami ở phía sau cũng bắt đầu bứt tốc ngoạn mục. Anh chính là tân binh mạnh nhất trong lịch sử của trường Hakone, chiếc xe của Irumi đã sắp đến bờ vực tan vỡ. Nhưng dư hổ cu vẫn còn một vũ khí bí mật cuối cùng, Onoda ở phía sau đã kiên trì đạp xe đuổi kịp nhóm dẫn đầu. Tên nhóc cứng đầu này thật sự là kẻ không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. Izumi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Chiến trường đã thuộc về hai học sinh năm nhất Onoda và Manami, vạch đích chỉ còn cách bọn họ hơn hai cây số nữa. Các đồng đội đã biết được Onoda đang là người dẫn đầu, đã đến lúc để cho đối thủ biết sức mạnh thật sự của sư hủ cu. Tân binh vô danh này tiếp tục phóng đi với tốc độ tối đa, chiếc xe còn có xu thế muốn bỏ xa nhà đương kim vô địch. Những học sinh của trường sư hủ cu cũng có mặt cổ vũ cho Onoda, còn mẹ của cậu khi nghe được kết quả thì đứng hình luôn. Manami chính là một thiên tài leo núi bẩm sinh, anh là người nắm giữ kỹ năng điều khiển xe đạp điều luyện nhất trong đội. Mỗi một lần Manami gạt cần chuyển số, anh và chiến xa của mình càng đến gần với trạng thái hợp thể hoàn mỹ. Chiếc xe dường như đã trở thành một phần cơ thể Manami, đây chính là tuyệt kỹ thánh dược phong bạo của nhà vô địch. Lúc này Mido đang nằm trên xe cứu thương cũng đang tập trung quan sát tình hình đường đua, anh ấy nghe được thông tin Onoda đã bị Manami bỏ xa ở phía sau. Nhưng Mido biết rằng khi tên tân binh năm nhất kia mỉm cười, đó mới chính là thời điểm cậu ta trở nên nguy hiểm nhất quả nhiên sau đó manami đã nhận ra sự thay đổi của đối thủ onoda đã không thể giấu nổi sự hưng phấn tột độ trên khuôn mặt onoda thực sự tận hưởng cảm giác cơ bắp đang gào thét vì đau đớn thân thể của cậu bỏng rác như bị dục hỏa thiêu đốt onoda cuối cùng đã đuổi kịp được manami cậu đang cố hết sức để mang theo sắc áo của đội cán đích đầu tiên khi onoda nhìn thấy mẹ của cậu còn tưởng rằng mình gặp ảo giác nếu mẹ mà biết cậu tham gia đua xe có tổ chức thì bà đã nổi điên lên rồi lúc này chiến thắng đã đến rất gần với hai tuyển thủ tân binh đầu tiên phá vỡ lịch sử sẽ là ai đây? Cuối cùng người về đích đầu tiên trong ngày thi đấu thứ ba chính là Onoda. Chiến thắng chung cuộc giải đua xe đạp cao trung toàn quốc đã chính thức thuộc về trường trung học dư hổ cu. Kỳ tích đã được tạo nên bởi một tân binh năm nhất vô danh. Tân vương năm nay sau khi trải qua bao nhiêu biến cố vẫn không ngừng vươn lên giành chiến thắng vô cùng thuyết phục. Mùa 2 của bộ phim đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé.